そうなんだ。Tối đi ăn không ưng? Dạ. Tối đi ăn không? Đi ăn gì chị? Ăn đồ nướng. Tối đi hả? Ừ. Mấy giờ? 7 giờ. Ôi chị, được 7 giờ tối nha, không đi được rồi. Ừ. Ý là rủ rảnh thì đi. À. Em mới vô ngành quá. Ừ. Đừng giờ là phân tích là người nếu. Bà em là năm bao nhiêu là mắc rớt? 96. Trời. Nó rất cũng bình thường hay. Ừ. Lớn tuổi rồi rồi chị ơi. Ừ, 96 là thọ lắm luôn đó. Bà được mình muốn 70 mà biết có được không đâu. Thế lên đây là nhiệm vụ đánh bài. Dạ bữa hôm qua đánh bài mấy đứa không cho về luôn. À không cho ông về luôn. Nhắn tin miết mà bữa nay mới qua. Mình nhớ ông lắm, chị Hiền lâu lâu cứ nhắn tin hỏi thăm miết á. Hồi trước em còn online kìa. Em còn nhắn cho ông có miết hỏi miết á. Dễ sự. Cái gì em? Hà cứ làm cho Hưng đi, sao đó? Hưng mặt muỗng dễ mà, với lại Hà làm thì yên tâm rồi. Lần mà anh đến gần đây nhất là khi nào ta? Ừ. Lần gần nhất.
hơn tháng là gì? Em vừa rồi bị F0 có mệt người không hả? Thì em không bị sốt đồ gì, không có mùi mất vị luôn á chị. Không gì luôn à? Đúng, em chỉ có bị ho với... Ừ, tự nhiên bị ho thôi chị mọi người. Hôm đó chỉ là về con bị ho bình thường á. Mà mới mới hết mấy chục cây que rồi mới mới lấy được hai quạch đó. Ờ, em phải bị mấy cái que đó. Tao thấy 14 mình thử cơ. Thử mà không... Chị cứ nghỉ đi, tự nhiên ngồi lúc nam xong ngày mai em nam chứ. Anh bị hết khủng. Mà vui quá, nhốt rồi, mình vui. Nói chung chị thấy em thử miết luôn. Ừ, rồi tới chị lên đùa đó, rồi xong rồi qua bữa trước chị nó đi nhậu với con khách hàng của em á chị. Cuối ngồi nhậu hát, hát hò rồi các thứ xong. Ngày mốt lại kêu anh bị F0 rồi nghe. Về em test cũng không ra. Không tự nhiên hôm đó ho ho em nghĩ là chắc đi nhậu nhiều quá rồi nước đá nhiều cũng ho ai ngờ một cái test test thứ hai và sau ba bốn ngày sau một và em đi đây khách mày ơi. Chưa được 10 phút. Này to rồi. Yeah.